Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ đến một cái dealer nữa, y chang giống như CarMax vậy đó. Đó là AutoNation, một giá một. Nhưng mà CarMax thì 30 ngày, còn ở đây chỉ được có 5 ngày thôi các bạn. Nha, bây giờ mình đi nha. AutoNation là lớn nhất nhì, cũng không có thua gì thằng CarMax đâu nha các bạn. Đó, các bạn thấy nè. Cái biển số của nó là lúc nào cũng màu hồng nha các bạn. Đó, number one price nha. No hassle. Để mình cho các bạn coi xe cũ trước. Đây có chiếc Camry SE nè. Oh man. Không được rồi. Không có giá rồi các bạn ơi. Xe cũ họ không có để giá, họ bắt mình phải scan vô các bạn ơi. Thôi bây giờ mình quay xe mới nha. Đây là chiếc Max E nè, chạy bình điện nè, Mustang Max E, 55.485 đô. Sau khi dịch thì nó có lên là market markup là 5.000 nha các bạn, nó gọi là tiền ngu đó. Nhưng mà bữa hôm nọ anh kia nó là hết rồi. Rồi nó add tùm lum hết trơn á, nhưng mà AutoNation được cái các bạn mua xe cũ xe mới gì cũng giống nhau hết trơn á. Không có phải lo. Nó gọi là hassle, là lừa đảo, giá lừa đảo đó các bạn. Còn đây là các bạn mua thoải mái luôn. Tiền thuế, tiền biển số, tiền phí. Có vậy thôi, không có áp mấy cái tiền tùm lum tùm la vô, đỡ nhức đầu. Escape, for Escape 2024, 1.5 lít EcoBoost, 31.985 đô. Thêm một chiếc Max nữa, Max E Mustang, 45.490 đô. Chiếc này basic. Cái handle đúng nào luôn á. Bên trái là xe cũ mà bên phải là xe mới, nhưng mà bên trái họ không có để con số cho nên mình không có biết giá các bạn ơi. Đây là cũng là Escape luôn. Bronco nha các bạn. Oh man, 33.015 đô. AutoNation thì các bạn thấy rồi đó, là một chủ một, nhưng mà họ có kết hợp với lại Ford, Subaru. Theo mình được biết á, là Ford, Subaru và Toyota, Nissan, Honda, Chevrolet nữa. Đó là những hãng mà mình biết là AutoNation họ có hợp tác. Nhưng mà có chỗ AutoNation một bá quyền thôi, không có hợp tác với lại những dealer khác. Còn đây là nó đi chung với lại Hanford. Còn chiếc này chiếc F-150 nha các bạn, Lightning nè. Oh man, chiếc này mắc lắm á. Tại vì xe điện mà. Man, hồi lúc trước á, mà sau khi dịch đó, chiếc này cũng phải cả mắc cấp, cũng phải cả trăm lại mấy ngàn á, giờ còn có 72.000 mấy à. Wow. Bởi vì chiếc này 2023 nha các bạn. Đó là lý do vì sao mà mình 2023 mình nên mua hơn 2024. Bởi vì giá lúc nào nó cũng hữu nghị hơn. Tại vì nếu mà nó bán không được á, là nó phải đóng thuế, đóng cầu đường đó các bạn ơi. Thành thử ra nó bắt buộc nó phải giảm discount này nọ, để trong nó đẩy ra càng nhanh càng sớm để nó khỏi đóng lệ phí rồi cầu đường đâu các bạn ơi. Đó, chiếc này là chiếc F-150 2024 nè. Chạy hai cầu sau. After discount nè các bạn, 50.225 nè. After discount còn có 48.225 mà. Màu này quá đẹp luôn. Chiếc này là 2023 nha các bạn, TRD là off-road 4x4, TRD off-road 2023 13.000 mao, bán 41.717 đô. City là 18 mao, highway là 22 mao. Thật khô mà, giá khiếp lắm.
còn được ordination certified nữa các bạn, là các bạn khỏi lo luôn. 5 năm whatever come first, 50,000 miles. Đây có 3 em ngựa luôn nha các bạn, 2024 Mustang GT Premium. Đây Premium 56,000, còn đây Premium 62,000. Lý do vì sao mà chênh lệch nhau mấy ngàn là bởi vì chiếc này cái wheel đẹp hơn và bên trong ghế da đẹp hơn, ghế da Ricardo Racing Seat của thằng GK500 đó các bạn. Đó. Cái dàn ghế da này rất là đáng, mắc hơn mấy ngàn rất là đáng các bạn. Đã hơn được mấy ngàn nhưng mà ghế da thường thôi các bạn thấy không? Đó. Sao mà bằng Ricardo được? Đây là 2019 nha các bạn, SE, dòng SE nè, trong nửa da nửa nỉ, 41,000 miles. Chiếc này bán với cái giá là 22,290 euro. Đó các bạn scan vô đây nè, các bạn sẽ thấy giá kèm. Đó các bạn thấy không, một giá một nè. It means the price you see on the sticker is the price you pay. Có nghĩa là không có chơi game, no, không có hassle. Các bạn thấy cái giá nào ở trên đây là các bạn mua giá đó thôi. 5 ngày hoặc là 250 miles, money back guarantee, để hoàn trả lại đó các bạn. Nhưng mà không ngon bằng Carmax. Carmax tới 30 ngày là 1,500 miles. Nè các bạn thấy không, no hassle financing, là họ vô họ là các bạn mua mà trả bằng tiền mặt thì không nói nha. Cái này là finance, là mượn bằng mượn tiền của nhà băng á, thì ở đây họ không có anh Giang các bạn cái chấm với lại cái vụ mà mua gap insurance này nọ đó, các bạn khỏi lo đó, không lo nha. Của World Inspected là họ sẽ chắc 160 điểm cho các bạn luôn. Rồi đó, dòng SE nè, ngày xưa thì nỉ nhiều hơn da, còn bây giờ thì da nhiều hơn nỉ. Oh man, chiếc này cũng được đấy, 44,000 miles, chạy 5 năm rồi, 22,000 mấy trăm. Có điều cái màu lung trục hơi già. Mỗi hãng dealer khác nhau các bạn, có hãng thì cho 30 ngày, có chỗ thì cho 5 ngày, có chỗ cho 7 ngày, tùy thuộc vào cái policy của họ.